Hello cả nhà, hôm nay thì Ri đã làm được bullet journal tháng 3 trước khi tháng 3 tới rồi nè. Cả một sự tiến bộ luôn á, từ lúc Ri sinh tới giờ thì hình như đây là lần đầu tiên mà Ri đăng trước cái ngày của cái tháng đó. Và tháng này, tháng 3 là cung Bạch Dương nha. Ở video tháng 2 là vẽ cung Song Ngư thì Ri đã hỏi các bạn và các bạn cho rất là nhiều đề xuất luôn. Nên là hãy cùng đón xem bullet journal của tháng này Ri sẽ thực hiện đề xuất của các bạn như thế nào nha. Ý tưởng của tháng này là Ri sẽ làm một cái hình phong thư. Thì cái bì thư này nó sẽ được làm thành từ 9 cái trang sổ luôn. Nên Ri cắt những cái đường gập vào để cái trang phía trước á nó có thể dán vô trang thứ hai để nó làm thành một cái phong bì. Cái trang thứ hai thì Ri sẽ không cắt đâu, Ri cứ để vậy đó. Phong bì này có thể đựng được giấy. Và ý tưởng của Ri là sau khi mình làm cái phong bì này thì mình có thể nhét những cái tờ giấy mà kế hoạch tuần đi vô trong này. Làm như vậy thì Ri thấy sẽ đỡ mất công mình bày vẽ nhiều ở trên cái trang kế hoạch tuần á. Mỗi lần làm kế hoạch tháng như vậy là bao gồm cả trang cover cũng như là trang weekly ở trong á, thì Ri làm đâu đó khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi cho tổng cái thời gian vẽ. Thì Ri nghĩ nếu mà Ri vẽ ở trong cái trang weekly nhiều hơn nữa thì cái tổng thời gian nó sẽ còn cao hơn. Thì thực ra nó cũng không hay, tại vì các bạn sẽ thường không có nhiều thời gian để các bạn vẽ nhiều đến như vậy đâu. Tháng rồi Ri làm cung Song Ngư thì có hơi tiếc một chỗ là sau khi làm xong, đăng lên xong thì Ri mới để ý là cung Song Ngư cái màu chủ đạo là màu xanh dương. Thì Ri không có sử dụng màu xanh dương làm chủ đạo mà nhìn tổng thể nó sẽ thấy màu vàng nó trội hơn. Nên Ri rút kinh nghiệm là qua đợt ở bên cung Bạch Dương này thì Ri sẽ cố gắng làm cái màu chủ đạo nó nổi bật hơn. Nhưng các bạn biết sao không? Ri tìm hiểu thì thấy là cung Bạch Dương cái màu chủ đạo là đa số là màu đỏ nha. Và màu đỏ thì thường á, trừ phi là Tết hoặc là mấy cái dịp mà lễ lạc đồ thôi, và cái màu đỏ phải là đỏ bọc đô, thì người ta sẽ làm nguyên một cái nền màu đỏ. Và cái màu đỏ nó là màu quá mạnh nên nhìn cái nền màu đỏ thì thực ra rất khó kết hợp những cái họa tiết hoa văn vô. Nó chỉ kiểu đi với nhũ vàng hoặc là những cái màu nó trắng trắng thôi, nó khá là đơn điệu á. Nên là Ri suy nghĩ một hồi, tìm hiểu một hồi thì Ri quyết định là Ri sẽ làm cái màu đỏ nó sẽ là kiểu chấm phá thôi. Ri sẽ làm cái tông nền nó là màu nâu và màu hồng nhạt đó. Nên là các bạn thấy cái này nâu hồng nhạt, nó không có đỏ quá thì các bạn cũng thông cảm cho Ri nha. Em bé cừu này thì Ri vẽ theo đề xuất của rất là nhiều bạn nè. Dù cung Bạch Dương hình như là con dê có sừng đúng không, nhưng mà con cừu chắc cũng được. Và Ri vẽ thêm cái sừng cho con cừu nè. Lúc vẽ cái viền cho con cừu, các bạn nhớ là vẽ cái viền nó dày lên nha. Nó không phải là mình đang tô cái màu lông của con cừu, mà là mình sẽ làm một cái viền để thể hiện là cái lông của con cừu này nó màu trắng. Và chỗ này là cái chỗ mà Ri rất là hài lòng, đó là bởi vì cái lông con cừu màu trắng rồi mà cái mặt nó cũng màu trắng nữa thì nhìn nó sẽ kiểu không có điểm nhấn á. Nên là cái mặt con cừu thì mình sẽ cho nó thành màu nâu luôn. Mình sẽ vẽ mắt nè, miệng nè, cái má hồng, chừa cái chỗ trắng đó ra và mình tô những cái phần còn lại là màu nâu đậm. Tô cái sừng màu hồng nữa là xong. Màu hồng này thì nó sẽ hơi đậm hơn cái màu hồng ban đầu nha. Và để đảm bảo cái nhịp độ màu trong toàn thể cái bức tranh của mình nó hợp lý thì Ri sẽ dùng cái màu hồng đậm hơn đó, Ri viền ở trên cái phần nắp của bao thư. Các bạn có thể đắp khoảng một lớp hoặc là hai lớp nữa để cho cái tổng thể cái nền màu nó được đều, nó không có bị sọc sọc nha. Xong rồi Ri viết chữ tháng 3 lên trên này. Và đây chính là lúc mà Ri thêm màu đỏ vô nè. Sau khi viết bằng cái màu nhạt nhất thì Ri sẽ ombre bằng cái màu hồng đậm hơn và cuối cùng chấm phá bằng một cái màu đỏ. Khi này thì màu đỏ lên nhìn nó sẽ rất là hài hòa với tổng thể. Cuối cùng các bạn nhớ chốt cái chữ lại bằng màu nâu nha. Cái màu nâu này nhớ chừa viền trắng so với cái chữ một xíu, và lúc cắt cũng chừa cái viền trắng cho cái phần cắt luôn. Đây bây giờ Ri mới điểm thêm một xíu màu đỏ để nó cân bằng cái nhịp độ màu nè. Và mình sẽ dán con cừu vào ngay giữa của cái nắp của bì thư như vậy nha.
Ri dùng bút trắng, Ri viết thêm cái chữ Aries là cung bạch dương này vô. Ok, tới phần ruột thư rồi đây. Cái này sẽ rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần chia làm 6 ô bằng nhau như vậy. Mà nhớ là bo góc cái miếng giấy nha. Cái miếng giấy mà không có bo góc nó sẽ xấu lắm. Mà các bạn bỏ vô trong cái bì thư nó sẽ dễ bị quăng góc á. Dùng chính những màu mà mình đã sử dụng ban đầu và rải nó ra, đừng để cho hai ô cạnh bên nhau có cùng một màu. Các bạn biết điểm tuyệt vời khi xài màu acrylic là gì không? Đó là các bạn dùng cái bút trắng thông thường á, cái bút Sakura mà Jelly Roll á, các bạn viết lên thì cái màu trắng nó sẽ rất là nổi ở ngay lần đầu tiên luôn, bởi vì cái nền bên dưới là nó hoàn toàn không tan trong nước, không có thấm nước luôn, nên là các bạn viết lên thì cái màu ở bên dưới nó không thấm ngược lên trên cái màu trắng nữa, nên là cái màu trắng được giữ nguyên vẹn rất là đẹp. Bây giờ thì Ri sẽ dùng một cái miếng Velcro tròn, miếng này nó gọi là cái gì, miếng dán gai hả, các bạn sẽ dán lên trên con cừu và lên trên bì thư để nó sẽ giữ cho cái bì thư nó được đóng lại nhưng mà nó cũng dễ dàng mở ra. Nếu Ri mua có hai cái mắt kiểu này nè để vô dễ thương dễ mang luôn á, nhưng mà Ri sợ là mắt dày quá nó cộm sổ nên là thôi Ri tháo ra. Ok, xong rồi nè. Ở đây là những màu mà Ri dùng nha. Ri dùng những cái màu trong bộ Jotun, đó là acrylic marker đầu cọ, và Ri dùng hai cái mã màu này của Stabilo Pen 68 nha. Đây, bây giờ chỉ cần bỏ kế hoạch tuần vào trong bì thư nữa là xong, rất là xinh đúng không? Các bạn chấm bullet journal tháng này của Ri được mấy điểm, và nhớ là comment cho Ri đề xuất của các bạn cho tháng sau, đó là cung kim ngưu nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.